Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. 20 năm qua, thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường sự đồng thuận, khơi dậy và huy động sức mạnh của toàn xã hội. Kinh tế Việt Nam ghi nhận dấu hiệu khởi sắc trong quý 3, tuy nhiên thách thức gây áp lực cho tăng trưởng GDP cả năm. Dịch vụ viết hồi ký giúp người cao tuổi ra đời như một cách khiến cho những kỷ niệm của họ sống mãi với thời gian. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 1 tháng 10 năm 1949, ngày 1 tháng 10 năm 2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đã có điện mừng gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có điện mừng gửi Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có điện mừng gửi Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Và tối ngày 30 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh. Trong suốt 60 năm qua, thành phố Vinh đã có bước phát triển toàn diện với nhiều thành tựu, kết quả quan trọng. Với các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, tạo ra những bước chuyển vượt bậc về mọi mặt, sớm hoàn thành mục tiêu đưa thành phố phát triển nhanh, đột phá, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần đưa Nghệ An bước thật mạnh, tiến thật xa. Nghệ An như thế mới là Nghệ An theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội đã vận động ủng hộ được số tiền là 3 tỷ đồng để trao tặng cho nhân dân các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, mỗi huyện 1 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Cũng trong tối ngày 30 tháng 9 tại tỉnh Hà Tĩnh, phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành cho người cao tuổi sự quan tâm sâu sắc, chăm lo cả vật chất và tinh thần. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về người cao tuổi. Với những kinh nghiệm tích lũy được trong cuộc sống, người cao tuổi luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình và xã hội. Tháng hành động năm nay được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc đầy đủ và phát huy hiệu quả hơn vai trò của người cao tuổi. Tại buổi lễ, nhiều phần quà cũng được trao tặng cho các cụ ông cụ bà tròn 100 tuổi và các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị, 20 năm qua thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần tăng cường sự đồng thuận, khơi dậy và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Trận mưa lũ mới đây đã gây ra thiệt hại cho người dân nơi đây cả về người và tài sản. Nhà chị Sinh mất đi 3 người thân và toàn bộ tài sản. Nửa tháng qua, gia đình chị và người dân nơi đây luôn được các cấp, các ngành và bà con trên địa bàn hỗ trợ, động viên để vượt qua khó khăn hiện tại. Giờ mất hết, không còn gì nữa rồi. Những ngày qua, nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, cũng biết ơn nhiều lắm. Thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc, những ngày qua, hơn 7 tỷ đồng ủng hộ đã kịp thời đến với bà con vùng lũ quét Liên Minh. Đến cửa hiện trường cũng như đi thăm một số hộ có những người thân mất thì phải nói là bản thân cũng hết sức là xúc động. Thay mặt cho đồng bào thành phố xin hết sức chia sẻ với những mất mát của bà con nơi đây. Cũng mong rằng là bà con sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Một ngày hội đại đoàn kết đã được tổ chức đồng loạt tại hơn 100.000 khu dân cư trên toàn quốc để tôn vinh các điển hình có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Qua ngày hội này,
sức mạnh của toàn dân luôn được khơi dậy. Nhiều nguồn lực đã được nhân dân huy động cho các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội. Chỉ riêng quỹ vì người nghèo, gần 4 năm qua đã vận động được gần 85.000 tỷ đồng. Qua đó đã xây mới và sửa chữa được hơn 1.700.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp đỡ hơn 12 triệu lượt người nghèo khám chữa bệnh. Còn trong đại dịch COVID-19 vừa qua, nhân dân đã ủng hộ quỹ vaccine gần 26.000 tỷ đồng. Từ các nghị quyết của Đảng, rồi các chương trình hành động của Chính phủ, của cấp ủy chính quyền các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thành công và chúng ta đã chiến thắng được rất nhiều khó khăn của đất nước, điển hình là đại dịch COVID-19. Nếu không có phong trào đại đoàn kết toàn dân cùng với các cái nguồn lực khác thì chúng ta sẽ rất khó vượt qua để đạt được những thành tích kỳ tích như ngày hôm nay. Đoàn kết là truyền thống và luôn là chìa khóa để khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc. Gìn giữ và phát huy hơn nữa sức mạnh này sẽ là nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Trong phần tiếp theo của bản tin, kinh tế Việt Nam ghi nhận dấu hiệu khởi sắc trong quý 3. Tuy nhiên, thách thức gây áp lực cho tăng trưởng GDP cả năm là một trong những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế tuần qua. Tài chính khí hậu được xem như là chìa khóa cho tăng trưởng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan gây ra những thất thoát không nhỏ cho nền kinh tế. Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với Việt Nam qua góc nhìn quốc tế với những thông tin nổi bật về Việt Nam thông qua phần trình bày của biên tập viên Hoàng Nguyên. Xin được mời anh Hoàng Nguyên. Vâng, cảm ơn biên tập viên Thế Anh. Thưa quý vị, kết thúc quý 3, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận những kết quả khởi sắc, tăng trưởng GDP của cả quý đạt 5,33%. Đây là thông tin mà nhiều chuyên gia, nhà đầu tư và báo chí quốc tế quan tâm trong tuần qua khi Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực hơn 3,28% trong quý 1 và 4,05% trong quý 2. Dù mức tăng trưởng được đánh giá là vẫn thấp hơn kỳ vọng, nhiều lĩnh vực kinh tế tăng trưởng mạnh, đóng góp chung cho sự phục hồi chung của nền kinh tế. Ngay sau khi kết quả kinh tế quý 3 được Tổng cục Thống kê công bố, hàng loạt trang tin tức nước ngoài như Business Times, Bloomberg, Reuters, Nikkei đã đăng tải các bài viết phân tích về kết quả này. Với dòng tít, kinh tế Việt Nam tăng tốc khi xuất khẩu tăng trở lại, Bloomberg cho rằng chế biến chế tạo và xuất khẩu là hai động lực chính giúp kinh tế Việt Nam khởi sắc lại trong quý 3 năm nay. Theo Business Times, xuất khẩu trong tháng 9 tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chấm dứt sự sụt giảm kéo dài trong 6 tháng. Điều này cũng thu hẹp mức sụt giảm xuất khẩu của nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại như Việt Nam trong 9 tháng đầu năm xuống còn 8,2% từ mức 12% trong nửa đầu năm 2023. Trong đó, xuất khẩu nông sản chứng kiến mức tăng ấn tượng. Cụ thể, trang tin Producer Report cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 3 quý đầu năm 2023 của Việt Nam vượt 4,1 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái gần 70%. Con số này vượt mức cả năm 2022 và cao hơn con số kỷ lục năm 2018 nhờ nhu cầu thị trường tăng cao. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp vẫn trên đà phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng 5 tháng liên tục tính đến tháng 9. Sản xuất công nghiệp trong tháng 9 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, quay trở lại mức tăng trưởng 0,3% trong 9 tháng đầu năm. Theo S&P Global, tháng 8 chứng kiến sự cải thiện về số lượng đơn đặt hàng, sản lượng, xuất khẩu và mua hàng mới trong sản xuất công nghiệp, phản ánh một số dấu hiệu phục hồi nhu cầu và thúc đẩy niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng sản xuất. Kết quả tích cực và cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế, nông nghiệp cũng có sự tăng trưởng ổn định. Sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ rất hứa hẹn, cụ thể là trong du lịch và các dịch vụ vận chuyển hành khách. Trang Nikkei của Nhật Bản cũng chỉ ra rằng dịch vụ chiếm khoảng 40% GDP của Việt Nam. Bán lẻ và du lịch là lĩnh vực thúc đẩy chính của ngành dịch vụ. Chỉ riêng trong tháng 7 và tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 2,25 triệu lượt, vượt con số 1,27 triệu của quý 3 năm ngoái. Trong khi đó, việc giảm lãi suất cho vay, gia hạn nộp thuế và tăng đầu tư công cũng có tác động tích cực đối với tăng trưởng. Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tới 90.000 tỷ đồng tín phiếu để hấp thụ thanh khoản dư thừa trong hệ thống ngân hàng. Nó sẽ giảm bớt cái áp lực từ lên tỷ giá và chúng ta sẽ quản lý tỷ giá ở cái mức hợp lý theo mục tiêu cộng trừ 3% mà Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra từ đầu năm. Cái mục tiêu lớn nhất của việc giữ tỷ giá là vẫn là đang chính phủ hiện tại đang mong muốn là giữ tỷ giá ổn định để mà thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đồng tiền của các nước trong khu vực đang giảm,
trong khi đồng Việt Nam được giữ ổn định và đồng đô la Mỹ đang tăng giá, khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đắt hơn so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, giá cả không phải là yếu tố quyết định đến khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam. Khu vực FDI chiếm đến 75% xuất khẩu của Việt Nam. Khu vực này có mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng thuận lợi, nên nếu FDI tăng thì sẽ là động lực tốt cho tăng trưởng xuất khẩu. Thực tế cho thấy những chính sách của chính phủ và ngân hàng nhà nước đang phát huy tác dụng bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đang tăng trở lại. Bắt đầu từ quý 3, dòng vốn FDI đảo chiều sau nhiều tháng liên tục giảm trong xu hướng giảm đầu tư chung của kinh tế thế giới. Và điều này cũng chứng tỏ Việt Nam tiếp tục là thỏi nam châm hút vốn của khu vực. Trích dẫn số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các trang tin tức Tân Hoa Xã của Trung Quốc, The Star của Malaysia hay Fiber to Fashion của Ấn Độ đều đưa tin Việt Nam đã thu hút gần 20,21 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong 9 tháng đầu năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản là những nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất trong giai đoạn này. Theo một khảo sát của Zetro tại Nhật Bản, Việt Nam xếp thứ hai trong các thị trường mà doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng đầu tư. Chúng tôi cho rằng sự suy giảm tổng cầu thế giới sẽ đảo ngược trong tương lai và các công ty của chúng tôi cần chuẩn bị cho điều này bằng cách cải thiện năng lực sản xuất tại Việt Nam. Theo Sputnik của Nga, triển vọng thu hút FDI của Việt Nam từ các đối tác khác như Hoa Kỳ hay EU rất tiềm năng trong thời gian tới. Niềm tin này là có cơ sở khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Theo đó, công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn là hai trong những lĩnh vực nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư Mỹ. Theo phân tích của trường đại học RMIT, nền kinh tế Hoa Kỳ dựa trên đổi mới sáng tạo và được coi là quốc gia đi đầu trong các ngành công nghệ cao. Vì vậy, Hoa Kỳ là đối tác phù hợp góp phần giúp Việt Nam thay thế các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng thấp bằng các ngành công nghệ cao, giá trị gia tăng cao. Việc Việt Nam đang ngày càng thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ cho thấy Việt Nam đang muốn trở thành một phần quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn. Để làm được điều đó, tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại với các nền kinh tế lớn là điều quan trọng. Và về trung hạn, tôi không cho rằng Việt Nam sẽ ngừng hấp dẫn đối với các nhà sản xuất nước ngoài. Theo công ty tư vấn toàn cầu McKinsey, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế nhờ việc tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới và ký kết 15 hiệp định thương mại tự do, bao gồm những hiệp định lớn như CPTPP hay EVFTA. Trong khi đó, theo nhận định của tạp chí Global Finance của Mỹ, môi trường đầu tư thân thiện đang giúp Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút FDI mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh tình hình nhân khẩu học thuận lợi, chi phí nhân công thấp cùng lực lượng lao động đông đảo được đào tạo tốt, khả năng tiếp cận trực tiếp các thị trường rộng lớn như Trung Quốc và ASEAN cũng là một lợi thế. Việt Nam có tiềm năng lớn trong phát triển lĩnh vực công nghệ cao. Ví dụ tập đoàn TTI, Tektronix Industries của Đức đã đầu tư 600 triệu đô la Mỹ tại Bình Dương, tăng số vốn lên 800 triệu đô la Mỹ để cung cấp cho các sản phẩm sang thị trường Mỹ. Tập đoàn này dịch chuyển dây chuyền sản xuất của mình từ Trung Quốc sang Việt Nam, cũng như phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp Đức trong sản xuất các sản phẩm công nghệ cao tại đây. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, vị trí chiến lược nằm trên các tuyến thương mại lớn của Việt Nam và những biện pháp từ cấp trung ương đến cấp tỉnh như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty công nghệ cao cũng giúp Việt Nam duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Chính phủ hiện tại đang đặt việc thu hút FDI là một giống như một cái ngọn cờ, một cái yếu tố gọi là rất là tiên phong trong các chương trình nghị sự của mình. Chúng ta tiếp tục giữ ổn định tỷ giá này, rồi chúng ta đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, bởi vì chúng ta muốn nâng cấp cái khả năng về vận hành logistics, về hậu cần của Việt Nam cũng như những cái chuỗi cung ứng phục vụ cho hoạt động sản xuất. Nhờ những lợi thế này, chế biến và chế tạo nói chung vẫn tiếp tục là lĩnh vực thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm nay, chiếm đến hơn 69% tổng lượng vốn. Qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm cho thấy GDP quý 3 tăng so với cùng kỳ. Cùng với đó, thông tin tích cực đến từ hàng loạt các chỉ số khác cho thấy sức khỏe của nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, sức ép thanh khoản, ngoại hối và lạm phát đã dịu bớt.
Tuy nhiên, sự phục hồi này được dự báo sẽ chững lại do các cơn gió nghịch mạnh mẽ tác động tới nền kinh tế. Các định chế tài chính toàn cầu nhận định cầu nước ngoài sụt giảm sẽ tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Dù nhìn nhận những tín hiệu tích cực từ tăng trưởng GDP trong quý 3 năm 2023, nhiều hãng thông tấn quốc tế vẫn tỏ ra thận trọng khi nhận định về kinh tế Việt Nam trong giai đoạn cuối năm. Trong một bài viết mới nhất được đăng tải, hãng thông tấn Nhật Bản Nikkei nhận định tình hình vẫn chưa được khả quan khi các doanh nghiệp xuất khẩu phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ nhu cầu giảm ở các thị trường truyền thống như châu Âu và Hoa Kỳ. Còn hãng thông tấn Bloomberg thì cho rằng tín hiệu tích cực trong tăng trưởng của một quý không đủ để kết luận rằng đã hết những nguy cơ kéo giảm tăng trưởng đối với kinh tế Việt Nam. Lo ngại ảnh hưởng từ những cơn gió nghịch, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn 5,8% vào năm 2023 trước khi tăng lên 6% trong năm 2024. Chỉ số lạm phát đang ở mức cao tại các nước vốn là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Mỹ và hầu hết các nước châu Âu. Để kiểm soát tình hình, các quốc gia này đang giữ lãi suất ở mức khá cao và điều đó cản trở nhu cầu xuất khẩu từ Việt Nam. Một yếu tố khác là khu vực kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc, đã không phục hồi nhanh như dự kiến ban đầu. Những yếu tố trên làm giảm triển vọng tăng trưởng trong năm nay và đầu năm 2024 cho nền kinh tế Việt Nam. Nhìn chung, kết quả kinh tế quý 3 cho thấy tình hình hiện không tệ nhưng cũng không tốt. Nền kinh tế đã vượt đáy, bắt đầu tăng trưởng trở lại nhưng tốc độ tăng trưởng chưa cao. Báo cáo mới được công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thì đánh giá cao những ứng phó của Việt Nam để duy trì ổn định tài chính vĩ mô trước những sức ép từ bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn hiện hữu và cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ sự ổn định tài chính vĩ mô. Trước những sức ép ngày càng gia tăng từ những bất ổn của kinh tế thế giới, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy đầu tư công và chi tiêu công. Đầu tư công sẽ dẫn dắt tăng trưởng và gia tăng sức chống chịu của toàn nền kinh tế thông qua việc tháo gỡ các nút thắt về cơ sở hạ tầng giao thông và điểm nghẽn về logistics của toàn nền kinh tế. Bên cạnh đó, ưu tiên đảm bảo năng lượng không gián đoạn để phục vụ sản xuất. Đây chính là yếu tố then chốt. Nhìn vào bảng các chỉ số kinh tế chọn lọc của Việt Nam giai đoạn 2019-2024 của IMF, hiện không có nhiều dư địa cho việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, mà chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó tình trạng kinh tế suy giảm. Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định, trong bối cảnh này, chính sách tài khóa cần đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ hoạt động kinh tế nếu cần thiết. Nói đến tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ thì đồng Việt Nam không mất giá nhiều. Tỷ lệ trượt giá thấp hơn nhiều so với nhiều đối tác thương mại khác. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai, Việt Nam cần quyết định nới lỏng một chút về chính sách tiền tệ. Thay vì để những cơn gió ngược dẫn dắt chính sách, Việt Nam nên tiếp tục các chính sách tài khóa nhằm ổn định kinh tế trong nước, thúc đẩy tăng trưởng của các ngành công nghiệp và sản xuất. Hiện các doanh nghiệp nội địa Việt Nam còn ở mức vừa và nhỏ, hãy tạo ra ưu đãi cho họ phát triển và chính những doanh nghiệp này sẽ trở thành cơ bắp của toàn nền kinh tế trước bất cứ cơn gió ngược nào thổi đến từ bên ngoài biên giới. Trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank về kinh tế Việt Nam, các chuyên gia của ngân hàng kiến nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả ngân sách đầu tư năm 2023 có thể kích thích tổng cầu và tăng trưởng kinh tế. Kế đó, đa dạng hóa sản phẩm và điểm đến xuất khẩu để xây dựng khả năng phục hồi trung hạn trước những cú sốc bên ngoài. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thì nhận định, thực hiện chiến lược và xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp để thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo và huy động vốn tài trợ cho chuyển đổi xanh chính là biện pháp hữu hiệu để tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trong tương lai. Những bất ổn của kinh tế thế giới không phải là nguyên nhân duy nhất ảnh hưởng tiêu cực đến Việt Nam. Biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan cũng gây ra những thất thoát không nhỏ cho nền kinh tế. Và trong bối cảnh đó, tài chính khí hậu được xem như chìa khóa dẫn dắt sự tăng bền vững trong tương lai. Theo Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC, cơ hội đầu tư vào khí hậu của Việt Nam sẽ đạt tới 757 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 và Việt Nam cũng sẽ cần bổ sung đầu tư công bằng nhiều cải cách chính sách để thu hút đầu tư tư nhân. Thuế carbon hoặc các quy định hình thành hệ thống mua bán khí thải sẽ là chìa khóa để Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng. Hãng thông tấn The Star của Malaysia đưa tin, Việt Nam đang xây dựng đề án phát triển thị trường tín chỉ carbon nội địa, tập trung vào việc mua bán bắt buộc hạn ngạch phát thải khí nhà kính GHG cho các ngành công nghiệp, doanh nghiệp tại thị trường nội địa, đồng thời xem xét hội nhập thị trường quốc tế.
Bài đăng trên diễn đàn trực tuyến quốc tế Reddit nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ xây dựng cơ chế quản lý tín chỉ carbon và Bộ sẽ sớm thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia. Tất cả các doanh nghiệp tổ chức tạo ra phát thải carbon tại Việt Nam sẽ phải đăng ký tín chỉ trên hệ thống. Thị trường tín chỉ carbon sẽ khuyến khích các cơ sở sản xuất phát thải giảm lượng khí thải. Các nhà sản xuất có thể trao đổi tín chỉ carbon của mình trên thị trường này. Doanh nghiệp sản xuất phát sinh lượng phát thải thấp sẽ có thể bán phần tín chỉ chưa sử dụng cho doanh nghiệp khác. Thiết lập thị trường tín chỉ carbon là một hướng đi rất tích cực của Việt Nam trong quá trình giảm thiểu lượng khí thải nhà kính và tăng cường phát triển kinh tế bền vững. Tín chỉ carbon ở Việt Nam theo đuổi sự phát triển bền vững là nhận định của một bài đăng trên LinkedIn, mạng xã hội nghề nghiệp và việc làm lớn nhất thế giới. Tác giả bài viết cho rằng, việc tạo ra thị trường carbon trong nước không chỉ giúp Việt Nam đáp ứng các cam kết COP26, mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho các cộng đồng sống dựa vào rừng, tạo cơ hội xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, cũng như đảm bảo thương mại quốc tế thông suốt. Hiện nay, có hàng chục tỷ đô la Mỹ nguồn tài chính khí hậu trên toàn thế giới đang tìm kiếm nơi để đầu tư, và nếu Việt Nam có thể tận dụng chúng một cách hiệu quả thông qua thị trường carbon được quản lý tốt, thì đó có thể là một trợ giúp rất lớn cho quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Việt Nam có thể phải đối mặt với thách thức xuất khẩu do tác động của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU, CBAM, là nhận định của một bài viết đăng tải trên diễn đàn Việt Nam Briefing. Cơ chế này sẽ có hiệu lực vĩnh viễn từ năm 2026. Điều này yêu cầu Việt Nam hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng thị trường tín chỉ carbon vào năm 2025, thúc đẩy cơ chế quản lý tín chỉ carbon và sớm thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia. Trong đó, tất cả các doanh nghiệp tổ chức tạo ra tín chỉ carbon tại Việt Nam sẽ phải đăng ký tín chỉ. Thị trường tín chỉ carbon sẽ là một cú hích, nhưng nó chỉ thực sự hiệu quả khi có nhiều doanh nghiệp tham gia trao đổi trên thị trường này. Lộ trình đã có và việc cần làm lúc này là xây dựng những quy định cụ thể và rõ ràng để doanh nghiệp nhận thấy sự cần thiết phải tham gia thị trường này. Bên cạnh đó, cần thiết phải thành lập các đơn vị giám sát hoạt động của thị trường để đảm bảo sự công bằng trong vận hành. Triển vọng của một thị trường vốn xanh của Việt Nam là rất khả quan và tôi rất hy vọng thị trường này sẽ dẫn dắt Việt Nam hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững. Theo đánh giá của truyền thông quốc tế, những khó khăn đối với kinh tế thế giới còn hiện hữu và Việt Nam chưa vượt qua được tình thế khó khăn hiện tại, nhưng tiềm năng phục hồi và vượt qua thách thức của Việt Nam đang rất tích cực. Các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài đều kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe và thực hiện những khuyến nghị, giải pháp thiết thực, từ đó tạo đà cho tăng trưởng, đạt các mục tiêu đề ra và duy trì là một điểm đến hấp dẫn với doanh nghiệp quốc tế. Và đến đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Xin trở lại với biên tập viên Thế Anh. Xin cảm ơn những phân tích hết sức là chi tiết của biên tập viên Hoàng Nguyên. Và bản tin thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10, mưa cùng với chiều cường đã gây ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tuyến đường ở quận 6, quận 7, huyện Bình Chánh bị ngập nặng. Tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7, nước đã ngập đến hết gần hết bánh xe máy, khiến cho nhiều người dân phải dắt bộ khi đi qua tuyến đường này. Dự báo ngày 2 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh khả năng ngập vẫn tái diễn, vì dự báo dù mực nước có giảm, vẫn quanh báo động 3 ở trạm Phú An và Nhà Bè. Thời gian xảy ra ngập do chiều cường sẽ là từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Mưa lũ nhiều ngày qua đã khiến cho hơn 1.300 hecta lúa tại tỉnh Thanh Hóa bị ngập. Đến nay lũ đã rút, tranh thủ thời tiết nắng ráo thì bà con nông dân đã khẩn trương xuống đồng để thu hoạch vụ lúa mùa, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để khi thời tiết thuận lợi thì nhanh chóng sản xuất các loại cây trồng vụ đông. Tại huyện Thạch Thành, mưa lớn vừa qua đã làm cho mực nước sông Bưởi dâng cao, khiến gần 50% diện tích lúa mùa với khoảng gần 2.000 hecta chưa thu hoạch bị ngập. Đến nay, nước lũ đã rút, bà con nông dân huyện Thạch Thành đang khẩn trương huy động máy móc, phương tiện xuống đồng thu hoạch vụ lúa thu mùa năm nay. Hôm nay rút nước thì chúng chỉ gạt được khoảng 1 ha thôi. Vì nước rút nào gạt nốt. Thì chỉ có một số đồng cao là
hôm nay gặp. Đến bây giờ thì lúa chín cũng chưa đạt được 100%. Tuy nhiên là với cái thời tiết như thế này nên là sợ tiếp tục là sẽ có ảnh hưởng mưa lớn về và ngập, nên là chúng tôi cũng đang chỉ đạo đây là các cái máy của hợp tác xã rồi của các hộ gia đình có những các cái phương tiện này là ra giúp với dân. Đấy, để là gặt nắng ráo này, gặt tranh thủ một vài ngày cho xong đi để đảm bảo được cái tài sản của nhân dân. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh các loại cây trồng, nhất là lúa, ngô đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng, ưu tiên thu hoạch sớm các vùng trũng thấp bị ngập úng nhằm hạn chế thiệt hại, đồng thời chủ động điều tiết nước tại các trạm bơm tiêu. Huyện Vĩnh Lộc thì anh em chúng tôi đã chủ động điều tiết nước trong cái việc là tháo nước tiêu, nước đệm đi để cho bà con chuẩn bị cho cái gieo trồng cái cây vụ đông năm 2023. Đến nay, trên 85% diện tích lúa mùa tại Thanh Hóa đã cho thu hoạch. Các địa phương đang khẩn trương thu hoạch nhanh gọn các trà lúa đã chín, giải phóng đất, tiêu kiệt nước mặt ruộng, vệ sinh tàn dư đồng ruộng, tạo điều kiện để sản xuất vụ đông. Thưa quý vị, trí nhớ của người cao tuổi có thể suy giảm theo năm tháng, nhưng tình yêu thương họ dành cho con cháu thì luôn nguyên vẹn. Muốn được lắng nghe và chia sẻ là tâm lý chung của đại đa số người cao tuổi trong xã hội hiện nay, nhưng không phải ai cũng có khả năng ghi chép lại những ký ức cuộc đời mình. Nắm bắt được tâm lý đó, dịch vụ viết hồi ký giúp người cao tuổi ra đời như một cách khiến cho những kỷ niệm của họ sống mãi với thời gian. Ai chưa từng làm việc ở công trường sẽ không thể tưởng tượng nổi sự vất vả mà chúng tôi đã từng trải qua. Công việc chủ yếu là đi vận chuyển vật liệu xây dựng gạch đá vôi cát. Người ta nói 17 bẻ gãy sừng trâu không sai. Những tháng ngày tuổi trẻ ở công trường 51 Sơn Tây năm 1958 với những bữa ăn giấc ngủ chớp nhoáng dưới gầm xe ô tô là quãng thời gian mà bà tôi không thể nào quên. Cuốn hồi ký có tên gọi Chân cứng đá mềm như một thước phim quay chậm, ghi lại từng lát cắt trong cuộc đời bà. Đây là món quà mà chị Thủy, con gái bà dày công chuẩn bị khi bà bước sang tuổi 80. Một buổi sáng ra 30 xe, cứ 4 người một xe, xúc cát thì chỉ có 13 phút thôi mà xúc xuống chỉ có 9 phút thôi, 4 tấn đấy, và 4 đứa con gái. Lái xe người ta đi ăn cơm thì mình ở nhà ngoài giải áo tơi mưa xuống gầm xe đấy, xong là ăn cơm. Câu chuyện này trong cuốn sách này nó ghi lại chi tiết. Khi tôi nhận được cuốn sách nhật ký này thì rất là phấn khởi. Tôi muốn làm cái hồi ký này để cho các con, các cháu chắc tôi, để các cháu có thể biết ơn các ông, các bà, bố mẹ, cha mẹ ngày xưa đã vất vả để có được cái thành quả các con, các cháu như bây giờ. Không chỉ là món quà ý nghĩa mà con cháu dành tặng cho ông bà, cha mẹ của mình, viết hồi ký cũng là nhu cầu của không ít người cao tuổi. Công việc trực tiếp gặp gỡ, ghi chép và chắp bút cho các cuốn hồi ký đòi hỏi ở đội ngũ biên tập sự đồng cảm và khả năng khơi gợi ký ức từ các khách hàng đặc biệt của mình. Lúc đầu thì khi mà chưa quen thân á, có thể là các cụ sẽ không thoải mái để kể chuyện cho mình. Lúc nào mình cũng phải tập trung vào câu chuyện của họ để mình nắm bắt được những cái từ khóa và mình hỏi lại. Nó giống như việc là mình khơi thông được cái dòng chảy ấy, thì là những cái kỷ niệm của họ sẽ ùa về. Chúng tôi tôn trọng hoàn toàn những cái điều mà nhân vật chia sẻ. Chúng tôi sẽ biên tập lại, phải giữ đúng cái giọng văn của nhân vật để cho người thân trong gia đình họ khi đọc cuốn sách đó, họ nhận ra được đây là người cha, người ông của mình mà không phải là một ai khác. Một cuốn hồi ký không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng lại là sợi dây gắn kết quá khứ với hiện tại và tương lai, giúp kết nối các thế hệ trong một gia đình. Vì thế, có giá trị lớn lao về tinh thần đối với người cao tuổi. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.